Xin chào các cô chú, các anh chị. Đây những em bé của em Khánh Bình đây nè. Đã buổi sáng, buổi chiều, buổi tối thì mình đều tập trung ở đây để nựng nịu và âu yếm các bé này cả nhà. Con vô đây, vô đây. Xin nít, vô đây con. Vô đây con. Thế nào? Tại vì các em này thì lên giống cả nhà, không có để chung cái mẹ con nó nhảy nhau. Thì để con nhau không có huyết thống á, đó là cái mình để riêng nè, nó tôi để riêng cái nhà, nhưng mà có phải làm nha, có phải làm em nên biết chịu rồi cả nhà, đây nó có phải làm nha, không có phải làm không được, phải có phải làm mới chịu, tập biệt em này không có phải làm là gì đó cả nhà, rồi ăn cơm nha, đây con ở đây đó là có người vô ở trước á. Hôm đúng cái nhà ơi, cuộc sống của mình bây giờ là chỉ có các cúm thôi. Tại vì mình sống độc thân thì mình có các em mà an ủi và con cháu, con gái. Chúc các cô chú và các anh chị là sức khỏe dồi dào và luôn bình an trong công việc và giữ gìn sức khỏe cả nhà. Cái đường nhớ là gửi tay và đeo khẩu trang cả nhà và không tập tụ nơi đông. Bây giờ gà show của Khánh Bình như là các ca sĩ khác là đều hủy hết trơn rồi. Ở nước ngoài cũng như là đi nước ngoài của mình đi không được luôn. Mấy năm trước thì đi ngoài, bây giờ là đi nước ngoài không được luôn, bây giờ cấm hết trơn rồi. Tình hình chung cả nhà, tình hình chung. Đô la ơi, đô la, cần chào cô chú đi. Nè. Đó, nhảy. Con nằm xuống đây cho gãy cho nè. Nằm xuống cho gãy cho. Đi nằm xuống. Nằm xuống cho gãy cho nè. Nằm xuống đi con. Ok. Mập có nằm không nổi nha. Sonic ơi, Sonic. Lên đây chị Biểu ơi. Lên đây. Đi đâu à? Niềm an ủi của Khánh Bình. Bây giờ là những cái chương trình đó thì sân khấu và những cái tiệc thì đều là đóng băng hết trơn rồi. Nói chung là không tới. Sinh nhật Khánh Bình tháng 7, 7 tháng 8 không biết có làm được hay không. Là năm nay là 2 năm là mình quản lại rồi. Tại vì mình đặt cọc hết trơn ở nhà nên mình giữ cái đó, giữ ngày thôi, nhưng mà bây giờ là không có làm được, mong là sẽ mau hết cái dịch bệnh này, tất cả bà con cô bác là tất cả thế giới luôn sẽ được bình an nè, vui vẻ và là sẽ có một cuộc sống bình thường lại cả nhà ơi. Là chúc các cô chú và các anh chị trong và ngoài nước luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý nha. Và cái kênh YouTube này quý vị nhớ đăng ký kênh giao lưu này nè, còn cái kênh ca nhạc Khánh Bình Official thì cái đó là kênh ca nhạc của Khánh Bình, còn cái kênh này Khánh Bình mới vừa bắt kiếm tiền được đó cả nhà. Cả nhà nhớ là đăng ký nhiều và chia sẻ nhiều á, Khánh Bình sẽ có tiền làm YouTube nè, YouTube này làm vui thôi và để cho các cháu ăn bánh ăn kẹo. Đây này cả nhà. Đó, các con của Khánh Bình đó cả nhà, đăng ký nha. Và chia sẻ và để các bạn mua sữa nè, mua bánh, mua thức ăn cho các con. Mùa dịch này thất nghiệp đó cả nhà ơi. Nói đùa cả nhà thôi. Một lần nữa là xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Bây giờ các mình sẽ ăn cơm và lên các mình sẽ live stream Facebook để giao lưu tất cả quý vị ạ. Xin chào. Bây giờ mình ăn tráng miệng. Từ con. Phô mai cả nhà. Ăn tráng miệng phô mai. Ôi dồi, biết đâu con ăn. Con ăn không được. Con gái ăn không được. Nè. Lucy cho con là con. Ok. Con kỳ quá. Lucy. Không dành của mẹ. Con biết con té đó, con lui là té đó con. Quên thêm một con. Nè, cái gì? Lucy xin. Từ thì chịu tay. Con ăn không được con gái ăn không được. Con gái bị chảy, bị tiêu chảy. Mua đồ bị tiêu chảy, người ta không ăn được cái này.
cái mình có miếng đất ở Vũng Tàu cả nhà, cái mình Bà Rịa cả nhà, có đất trống, cái mình ao ước là chừng nữa 2.000 mét vuông, cái mình sẽ xây cho nuôi chó hoặc là nhiều luôn, cái mình sẽ nuôi không kịp thì cái mình sẽ thuê con cháu nuôi đó và trồng rau. Còn ở Sài Gòn thì quý vị rồi, Sài Gòn thì nguyên một không gian thì cái phòng này là 50 mét vuông thì mình sẽ nuôi chó, nhưng mà nó không được thoải mái cái nhà, không được thoải mái như ở quê. Mình hai căn nhà, một căn nhà đây, căn nhà cách nhau 4 căn nữa nha, ngay đường Nguyễn Trãi này luôn, nhưng mà ở trên lầu được 3 tầng 3 tầng, dạ tổng cộng 8 phòng rồi cái nhà. Đây là các cô chú bà con mà gia đình cái mình lên á, đông muốn khách sạn ở đây luôn, à ở nhà luôn. Anh đi cô, sao vậy, cho xin cho con này thôi, xin con ghét muốn gì cho nít. Cho ăn miếng này, cái bụng của con yếu quá, thôi cho đi tắm, cho đi tắm mới được, cho ăn tráng miệng thôi cả nhà ơi, không dám cho ăn nhiều, tại vì cái phô mai này cũng đôi khi là ăn không tiêu quá nó bị tiêu chảy đó cả nhà. Rồi xin chào các cô chú, xin chào các cô chú đi, cho lên cho tắm mới được. Xin chào quý vị. Cuộc sống rất là vui. Rất là may mắn là cái mình á thương chó nè, thành ra những em mình về đây là rất là may mắn luôn, cái mình rất là thương như là một một đứa em và một em bé, một đứa con của cái mình vậy đó cả nhà. Dạ bye bye, bye bye, chúc sức khỏe tất cả các vị. Chào các cô chú đi, hello xin chào các cô chú. Ngày mai má này biết chích dại nè, nằm em nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.